Bài số 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng và chế biến các hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy, hợp chất hữu cơ là gì? Hóa học hữu cơ là gì? Trong bài học hôm nay, thầy và các em sẽ cùng trả lời hai câu hỏi trên. Chúng ta bước vào bài học mới, bài 34, khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Một la mã, khái niệm về hợp chất hữu cơ. Phần 1 nhỏ, hợp chất hữu cơ có ở đâu? Bây giờ, thầy mời các em hãy quan sát các bức tranh sau. Hình 1, các loại ngũ cốc có trong thiên nhiên. Hình 2, các loại thịt có nguồn gốc từ động vật. Hình 3, các loại hải sản. Hình 4, vải để may áo. Hình 5, đồ dùng gia đình và văn phòng. Hình 6, các loại trái cây. Những bức tranh trên thể hiện một số loại lương thực, thực phẩm và đồ dùng chứa hợp chất hữu cơ. Qua các bức tranh các em vừa xem, bây giờ thầy mời các em hãy đọc và trả lời hai câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Nêu nhận xét về số lượng hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên. Câu hỏi số 2. Nêu lên tầm quan trọng của hợp chất hữu cơ đối với đời sống. Sau khi nghiên cứu hai câu hỏi và trả lời, thì bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta. Các em hãy ghi ý chính này vào tập. Chúng ta qua phần 2 nhỏ. Hợp chất hữu cơ là gì? Bây giờ thầy mời các em hãy quan sát hình vẽ thí nghiệm sau. Bông gòn sẽ được đốt cháy. Ta sẽ úp ống nghiệm phía trên ngọn lửa. Khi ống nghiệm mờ đi, xoay lại, rót nước vôi trong vào ống nghiệm, lắc đều. Sau khi quan sát thí nghiệm, bây giờ chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi phía dưới. Câu hỏi số 1, cho biết hiện tượng gì đã xảy ra? Thì hiện tượng xảy ra ở đây, đó chính là nước vôi trong bị vẩn đục. Câu hỏi số 2, nêu nhận xét chất gì được sinh ra? Thì như chúng ta đã biết, nước vôi trong vẩn đục là do có phản ứng học xảy ra giữa khí CO2 và nước vôi trong. Như vậy, chất được sinh ra trong thí nghiệm này chính là khí CO2. Ngoài thí nghiệm với bông ra, nếu như chúng ta thay thế bông bằng cồn hoặc là nến, thì sản phẩm sinh ra cũng làm cho nước vôi trong bị vẩn đục. Vậy thì, các em có kết luận gì về thành phần hóa học của hợp chất hữu cơ? Kết luận, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ CO, CO2, H2CO3 và các muối carbonat, kim loại. Các em ghi ý này vào vở. Bài tập 1. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hợp chất hữu cơ? NaHCO3, C2H2, C6H12O6, C6H6, CH3Cl, MgCO3 và CO2. Để giải bài tập này,
Các em lưu ý, những hợp chất hữu cơ phải là những hợp chất của carbon, trừ CO, CO2, H2CO3 và muối, carbonat của kim loại. Đáp án của thầy như sau. Những hợp chất hữu cơ gồm C2H2, C6H12O6, C6H6, CH3CL. Phần 3 nhỏ của bài học. Các loại hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Sau đây thì mời các em quan sát hai dãy hợp chất hữu cơ. Dãy số 1. C2H2, C2H4, C3H6, C5H12. Dãy số 2. C2H5OH, CH3CL, C2H5O2N. Các em hãy nhận xét về thành phần phân tử của các dãy chất. Có điểm nào giống và khác nhau? Thì sau khi quan sát hai dãy chất, điểm giống nhau chúng ta rút ra được đó là được tạo bởi carbon và hydro. Điểm khác nhau là ở dãy số 2 đó, ngoài carbon và hydro thì các hợp chất hữu cơ còn có thêm các nguyên tố khác như là oxy, ví dụ như là trong C2H5OH, clo trong C3CL, hoặc vừa oxy vừa nitơ trong C2H5O2N. Kết luận. Như vậy, hợp chất hữu cơ được phân làm hai loại. Loại thứ nhất là hydrocarbon. Trong phần hydrocarbon á thì phân tử chỉ có hai nguyên tố carbon và hydro. Thí dụ CH4, CH2H4, C6H6. Loại thứ hai đó là dẫn xuất của hydrocarbon. Ngoài carbon và hydro ra thì trong phân tử còn có các nguyên tố khác như là oxy, nitơ hoặc clo. Thí dụ C2H6O, CH3CL, C2H5O2N. Bài tập 2. Hãy sắp xếp các chất sau: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NHCO3, CH3COONa thuộc loại hợp chất hydrocarbon, dẫn xuất hydrocarbon hay là hợp chất vô cơ. Để giải quyết bài tập này, trước tiên chúng ta sẽ phân ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là hydrocarbon, phần thứ hai là dẫn xuất hydrocarbon, phần thứ ba là hợp chất vô cơ. Hydrocarbon là những hợp chất chỉ chứa carbon và hydro thôi. Ở đây chúng ta có C6H6, C4H10. Dẫn xuất hydrocarbon là những hợp chất ngoài carbon và hydro còn chứa các nguyên tố khác như oxy, nitơ hoặc clo. Chúng ta có C2H6O, CH3COONa, CH3NO2 và hiển nhiên những hợp chất còn lại sẽ là hợp chất vô cơ CaCO3, NaNO3 và NaHCO3. Sau khi nghiên cứu xong phần 1 la mã, chúng ta sẽ bước qua phần 2 la mã là khái niệm về hóa học hữu cơ. Như chúng ta đã biết, trong hóa học có nhiều phân ngành khác nhau như hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích. Mỗi chuyên ngành có một đối tượng và mục đích nghiên cứu khác nhau. Vậy, hóa học hữu cơ là gì? Câu trả lời như sau. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
ngành hóa học hữu cơ có nhiều phân ngành khác nhau, trong đó có hóa học dầu mỏ, hóa học polymer, các hợp chất thiên nhiên và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Qua bài học hôm nay, các em cần nắm được những nội dung sau đây. 1. Hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 2. Sự phân loại hợp chất hữu cơ. 3. Những chuyên ngành của hóa học hữu cơ. Sau đây, thì mời các em sang bài số 35, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 35, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Nội dung bài học ngày hôm nay bao gồm: một là mã đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Thì trong nội dung này gồm có một nhỏ hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. 2 là mạch carbon. 3 là trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Phần 2 lớn là công thức cấu tạo. Chúng ta vào phần 1 la mã đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Phần 1 nhỏ, hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Ở đây thì có 3 hợp chất CO2, CO và H2O. Thì ở đây chúng ta thấy carbon có hóa trị 2 và hóa trị 4. Hydro có hóa trị 1, oxy có hóa trị là 2. Thì các em lưu ý, đối với hợp chất hữu cơ thì carbon luôn có hóa trị là 4, hydro hóa trị 1, oxy hóa trị 2. Và đây là cách biểu diễn hóa trị của carbon, của hydro, của oxy. Vậy em lưu ý mỗi một đơn vị hóa trị thì người ta dùng một nét gạch để biểu diễn. Và đây là kiến thức cần nhớ chúng ta. Ví dụ 1, biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH4. Thì trong phân tử CH4 gồm có 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydro. Đầu tiên chúng ta biểu diễn nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydro. Và từ đó hình thành liên kết giữa carbon và hydro. Và chúng ta có được cách biểu diễn phân tử CH4. Ví dụ số 2, biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH4O. Các em theo dõi. Các em lưu ý, với đặc điểm cấu tạo của CH4O được biểu diễn lại như sau, theo các em đúng hay sai? Và đây là cách biểu diễn sai. Lý do là sai hóa trị của hydro và oxy. Với trường hợp biểu diễn như thế này, hydro thành hóa trị 2 và oxy thành hóa trị 1, nghĩa là sai. Thì từ đó chúng ta có kết luận, trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Tiếp theo chúng ta vào phần 2 nhỏ, mạch carbon. Ví dụ số 3, biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6. Trong phân tử C2H6, chúng ta thấy thành phần nguyên tử gồm có 2 nguyên tử carbon và 6 nguyên tử hydro. Và đây là cách biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6.
Và chúng ta lưu ý ở đây hai nguyên tử carbon nó liên kết trực tiếp với nhau tạo ra mạch carbon. Ví dụ 4. Hãy biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử chơi 4H10. Đây là cách biểu diễn thứ nhất. Chúng ta thấy bốn nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhau tạo ra mạch carbon. Và mạch này gọi là mạch thẳng. Cách biểu diễn thứ hai là ba nguyên tử carbon sẽ liên kết trực tiếp và một nguyên tử carbon sẽ liên kết ở chính giữa carbon số 2 để tạo ra mạch carbon. Mạch này gọi là mạch nhánh. Và đây là mô hình phân tử. Vậy các nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch thẳng, mạch nhánh. Ngoài ra, chúng có thể liên kết với nhau tạo thành mạch vòng. Ví dụ một hợp chất có 4 nguyên tử carbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch vòng như thế này. Đây là dạng mạch vòng. Và đây là cách biểu diễn đặc điểm cấu tạo của phân tử C4H8. Thì trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau để tạo thành mạch carbon. Và chúng ta có 3 loại mạch: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng. Như vậy kiến thức cần nhớ ở phần 2 nhỏ mạch carbon thì có 3 loại mạch carbon. Rồi các em ghi bài. Chúng ta sang 3 nhỏ trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Các em cùng thực hiện yêu cầu sau đây. Hãy biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C2H6O. Ở đây là cách biểu diễn thứ nhất. Chúng ta sẽ biểu diễn hai nguyên tử carbon liên tiếp nhau rồi sau đó đến nguyên tử oxy. Và ta có cách biểu diễn thứ hai là ta sẽ biểu diễn nguyên tử carbon đến nguyên tử oxy và đến nguyên tử carbon. Vậy với hai cách biểu diễn này, chúng ta thấy rằng là gì? Trật tự giữa các nguyên tử carbon và oxy khác nhau. Vậy với sự khác nhau đó, với trật tự thứ nhất, chúng ta có hợp chất tên là rượu etylic. Trật tự thứ hai, chúng ta có hợp chất tên là dimethyl ether. Chúng ta thấy là hai hợp chất này có cùng công thức phân tử là C2H6O, nhưng do khác nhau về đặc điểm cấu tạo, tức là về trật tự liên kết, nên sẽ cho hai hợp chất hữu cơ khác nhau và tính chất hóa học của hai hợp chất này hoàn toàn khác nhau. Vậy từ đó chúng ta lưu ý là gì? Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Và đó là kiến thức cần nhớ. Ở đây thì có đặc điểm cấu tạo của hai chất là metan và rượu etylic. Thì khi chúng ta biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ thì chúng ta được công thức cấu tạo. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu hai la mã công thức cấu tạo. Vậy thì công thức cấu tạo là gì? Thì công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo. Ví dụ, đây là công thức cấu tạo của metan.
Đây là công thức cấu tạo của rượu etylic. Thì công thức cấu tạo này gọi là công thức cấu tạo đầy đủ. Ngoài ra, người ta còn dùng công thức cấu tạo thu gọn. Ví dụ, đây là công thức cấu tạo thu gọn của metan. Đây là công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic. Thì thu gọn bằng cách là ta sẽ thu gọn cái số nguyên tử hydro lại. Thì đó là công thức cấu tạo thu gọn. Như vậy thì mỗi công thức cấu tạo nó cho chúng ta biết cái gì? Thứ nhất là cho biết được thành phần của phân tử. Thứ hai là cho biết được trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Như vậy thì công thức cấu tạo cho chúng ta biết được ý nghĩa gì? Thì công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đó. Thì đó chính là công thức cấu tạo. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì trong bài học này, các em cần nắm được thứ nhất đó là đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Thứ hai là công thức cấu tạo. Sau đây thì có một số bài tập củng cố kiến thức. Bài tập 1. Hãy biểu diễn công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: C2H6, C2H5Br với Br hóa trị 1. Các em cùng thực hiện. Và đây là kết quả. Các em kiểm tra bài làm của mình. Bài tập 2. Hãy viết công thức cấu tạo mạch vòng ứng với công thức phân tử sau: C3H6. Rồi và đây là cách viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng của công thức phân tử C3H6. Các em kiểm tra lại bài của mình nha. Và đây là cách viết gọn. Các em tham khảo thêm. Bài tập củng cố số 3. Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? Thì để làm bài tập này, chúng ta cần nắm rõ về đặc điểm cấu tạo và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Thì quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy là A và D là biểu diễn cùng một chất bởi vì nó có cùng đặc điểm cấu tạo. B và C biểu diễn cùng một chất. Để nắm vững hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, thì sau buổi học này, các em cần ôn lại lý thuyết, làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, sách giáo khoa trang 112. Thì trong các bài tập này, đã có một số câu thầy và các em cùng thực hiện ở phần củng cố. Thì những câu còn lại, các em sẽ thực hiện sau buổi học này. Để chuẩn bị cho bài học tiếp theo là bài metan và ethylene, các em cần đọc và xem kỹ phần cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của metan và ethylene. Buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng các em tiếp thu được những kiến thức bổ ích và thầy xin chúc các em thành công.